Và trong cái vlog ngày hôm nay thì Mai chia sẻ làm cái phương pháp nào để chúng ta có làn da là mọng, mướt, mềm, mịn, căng, bóng. Nghe hấp dẫn phải không cả nhà? Thực ra thì với cái thời gian thì chúng ta mất đi rất là nhiều những dưỡng chất quý giá trên làn da của chúng ta. Nếu mà nói về cấu trúc da của chúng ta thì chúng ta có nhiều lớp lắm, lớp thượng bì, trung bì, hạ bì. Và cái làn da trên cùng thì nó thể hiện được cái sắc tố cũng như là cái sự mềm, mịn màng. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ làm thế nào chúng ta bóng mướt ở trên lớp thượng bì của da. Thì đó là phương pháp nano collagen. Đây là một phương pháp mà làm mưa làm gió rất là nhiều tại clinic mà Mai đang quản lý. Tại sao? Là bởi vì nó có rất là nhiều cái dưỡng chất bổ sung cho làn da của chúng ta. Khi mà làn da chúng ta ở 18 là cái độ trăng tròn rất là đẹp, 16, 18 thì lúc đó cái làn da chúng ta có rất là nhiều collagen, elastin, rồi acid hyaluronic, những cái vitamin làm cho làn da chúng ta bóng mướt, mịn màng. Nhưng mà với thời gian thì chúng ta bị mất đi rất là nhiều acid hyaluronic, thành thử ra chúng ta sẽ cần phải bổ sung. Đương nhiên thì mọi người sẽ bổ sung bằng chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn uống, rồi uống thêm những cái thực phẩm chức năng. Thì cái này cũng rất là tốt, nhưng mà khi mà chúng ta nạp vào thực phẩm chức năng hay là chúng ta ăn uống thì những cái dưỡng chất sẽ nuôi toàn bộ cơ thể của chúng ta, mà trong khi chúng ta muốn tập trung nhiều ở một cái vùng nào đó, ví dụ như da mặt hay da cổ, thì như vậy chúng ta phải có cái sự can thiệp. Và chưa kể là khi mà dưỡng chất đi vào trong cơ thể chúng ta nuôi rất là nhiều bộ phận, thì cái bộ phận nuôi cho da thì là bộ phận đến da thì chỉ còn một phần rất là nhỏ thôi. Trong khi chúng ta tập trung đưa dưỡng chất trực tiếp vào cái vùng da thì như vậy sẽ đạt một cái quả tối đa tới 100%. Nói đến nano thì mọi người nghĩ đến là cái phân tử rất là nhỏ, nó chiếm gọi là nó chỉ bằng một phần 2000 lỗ chân lông thôi. Cái nano rất là bé, bởi vì lỗ chân lông chúng ta phải, đương nhiên là cũng phải đủ để bảo vệ những cái tác nhân nguy hiểm bên ngoài. Chứ nếu như cái gì cũng thâm nhập vào thì ngay cả chúng ta đi đường bụi bẩn hay là sình lầy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến làn da của chúng ta, phải không ạ? Do đó những cái kem bôi thông thường hay là những cái dưỡng da thông thường thì cũng tốt đó, nhưng mà chỉ nằm trên bề mặt thôi. Nhưng mà nếu được phân tử nhỏ như nano, nó bé tới mức độ có thể đi sâu vào trong da của chúng ta, thì điều này đòi hỏi có những cái công nghệ. Thì công nghệ nano collagen, đây là một công nghệ rất là tuyệt vời để có thể có cái đường dẫn đi sâu vào dưới da, lớp thượng bì của da, để giúp cho làn da của chúng ta được mịn màng và được có những dưỡng chất cho chúng ta có làn da bóng hơn, căng hơn. Và cụ thể những dưỡng chất gì đã được đưa vào? Thứ nhất là có 13 cái vitamin, gồm có vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vân vân. Thì chúng ta đều biết là những vitamin như A hay là C thì hay là E thì đều giúp cho làn da chúng ta được sáng, mịn màng. Rồi chưa hết đâu, còn tới 23 acid amin giúp chúng ta sản xuất những cái protein để làm cho da chúng ta được mịn màng hơn. Rồi 6 coenzyme ngăn ngừa tổn thương da. Rồi 5 cái acid glucolic để loại bỏ những cái độc tố trên da của chúng ta và giúp chúng ta là chống oxy hóa. Và sau khi chúng ta sử dụng cái liệu trình này thì chúng ta sẽ đạt được tối đa tới 256% tăng sinh collagen và elastin. Thật là thú vị phải không ạ? Cứ nghe đến elastin và collagen là ai cũng thấy háo hức hết. Rồi chưa hết là chúng ta sẽ tăng tới 147% nguyên bào sợi và giảm oxy hóa hơn 90% và tăng độ ẩm hơn 90%. Điều này thật là tuyệt vời để giúp cho da của chúng ta được mọng, mướt, mềm, mịn, căng bóng, thấm đẫm dưỡng chất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những nghệ sĩ, những khách hàng đã từng điều trị nano collagen chia sẻ về quan điểm sau khi điều trị như thế nào nhé. Rất là khó khăn để tìm cho mình một cái liệu trình thích hợp để chăm sóc da. Đến khi mà mình nghe nói về cái nano collagen ở bên thẩm mỹ viện của chị Thanh Mai, BB Beauty Thanh Mai, thì Xuân Lan rất là cân nhắc để Xuân Lan đến đây, nhưng được các bác sĩ tư vấn rất là tận tình và được thử từng chút một để phản ứng về da, thì đến ngày hôm nay thì sau liệu trình thứ ba thì Xuân Lan đã thấy là mình đã có một làn da khỏe từ bên trong, nó mượt hơn, nó có đầy đủ dưỡng chất và còn giúp cho tăng sinh collagen. Buổi thứ hai rồi, da bây giờ là căng bóng, mịn màng giống như da em bé. Sau 3 buổi á, da mướt mát lên thẳng, căng mọng hơn và lỗ chân lông thì xe khít lại hoàn toàn.
Thực ra cái nano collagen có thể chúng ta nghe đâu đó, nhưng cũng giống như là Mai nói ví dụ, nếu chúng ta đi massage đi thì cũng là massage, nhưng mà quan trọng là cái thành phần gì, kem gì và phương pháp điều trị như thế nào. Ví dụ như chúng ta massage bằng những cái kem tốt thì như cái da của chúng ta trên bề mặt cũng được mịn màng hơn, nhưng nếu chúng ta massage bằng kem pha, kem trộn thì đương nhiên là da của chúng ta sẽ không tốt, cũng và chưa kể là cái phương pháp điều trị nữa. Do đó cũng cái nano collagen, nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng những thành phần không đầy đủ những dinh dưỡng, vitamin, không những cái sản phẩm không tốt, không được FDA công nhận, thì như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến khách hàng. Do đó là cái nano collagen với những cái thành phần Mai vừa mới nêu trên là một cái kết quả tối ưu, bởi vì có rất là nhiều những vitamin, những khoáng chất để các FDA cũng nhà khoa học đã nghiên cứu để tăng sinh những collagen cũng như là elastin như mà Mai đã đề cập bên trên, và chúng ta hoàn toàn an tâm để có thể có một cái làn da tươi trẻ, mọng, mướt, bóng như các cô gái Hàn Quốc mà chúng ta hay xem trên phim ảnh, và lại còn an toàn cho sức khỏe và cho vẻ đẹp của chúng ta nữa. Còn chần chờ gì nữa, phương pháp nano collagen tiếp tục làm mưa làm gió tại BB Beauty, BB Thanh Mai. Xin chào cả nhà.